không còn là trục nhánh của mặt hồ lại nữa anh em nhá. Mà bây giờ hôm nay Tùng sẽ dẫn anh em đi xem một lô mà thẳng mặt hồ luôn. Được chưa anh em? Thẳng mặt hồ, view hồ luôn anh em nhá, không còn là trục nhánh nữa. Và đây chính là cái view hồ trước mặt của cái ô đất mà mình muốn giới thiệu cho anh em xem đây. Và phía bên trái của chúng ta đây, đây chính bức tường này anh em nhá, là cái lô đất mà mình hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em xem. 55m2, được chưa anh em nào? 55m2. Mặt tiền rất đẹp, rất vừa vặn. Và đường trước nhà rất rộng, rất thoáng, ô tô vào tận nhà. Và quan trọng hơn hết là nó là thẳng mặt hồ luôn anh em nhá. Thẳng mặt hồ tại xã Lại Yên luôn, được chưa anh em? Và nếu anh em nào chưa biết thì cái đường mặt hồ này của bên xã Lại Yên nó sẽ dài rộng, nó sẽ dài vào khoảng độ gần 4km anh em ạ. Riêng cái mặt hồ này đã dài gần 4km rồi. Và đây là lô đất của mình muốn giới thiệu cho anh em xem, 55m2, được chưa anh em? Thẳng mặt hồ luôn anh em nhá. Đó, đây mình sẽ quay cho anh em xem toàn cảnh của ô đất này luôn anh em ạ. Đó, và trước mặt của chúng ta đây, đi thẳng đường bên này ra sẽ ra chợ Lại Yên đó anh em ạ. Được chưa anh nào? Và đây sẽ là bên trong phía ô đất anh em ạ. Cái ô đất này ngày xưa của nó là 150m thì chủ nhà họ tách làm 3 ra anh em ạ. Và tất nhiên họ đã xây địa chính hết rồi anh em này. Đó, xây mốc giới, xây đàng hoàng, xây gạch rồi hết đây anh em. Đó, khi mình vào xem đất là biết ngay được mốc giới của ô đất nhà mình từ đâu đến đâu luôn. Đó, anh em thấy chưa? Mặt hồ, view hồ luôn. Không có cái gì cản trở anh em tới được cái view hồ này luôn anh em ạ. Đường trước nhà như này thì ô tô 7 chỗ vào nhà thoải mái luôn anh em nhá. Không bị sao cả và đường thẳng rất dễ đi. Và ô đất này của chúng ta đây, mặt tiền của nó sẽ là 3,5m anh em nhá. 3,5m tròn, nở hậu 3,9m. Được chưa nào? Nở hậu 3,9m, chiều sâu của nó sẽ rơi vào khoảng độ là 15m anh em nhá. Và hơn hết đã mặt hồ rồi mà lại còn hướng đông nữa chứ anh em ạ. Lại còn hướng đông nữa. Nó lại mát rồi mà lại bây giờ lại càng mát nữa. Và đây mình sẽ quay lại cho anh em xem một cái tổng thể toàn bộ của cái ô đất mà hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem đây. 55m2, mặt tiền 3,5m. Đấy cho anh em nào, view hồ thẳng mặt hồ luôn anh em nhá.